Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 121 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy một chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 121 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Húc cất tiếng cười to, bí ẩn quấy nhiễu mình bấy lâu nay cuối cùng cũng giải quyết dễ dàng. Thay vào đó là càn khôn sáng sủa, đại đạo tiền đồ, khiến cho hắn nhìn đến những tầng tu luyện càng cao hơn của mình. Chú chồn hoa hồ căm giận cào cào móng vuốt với hắn, sau đó tủi thân nhìn về phía Tô Kiều Kiều, ai oán kêu lên kít kít. Mấy ngày nay, nó phát hiện trong lòng nữ chủ nhân có thêm một nhân vật còn quan trọng hơn nó, ném nó ra sau đầu. Bởi vậy con vật nhỏ bé này thù hận Diệp Húc không thôi, đôi mắt chuyển tới chuyển lui, tính toán chiếm lại địa vị vốn có của mình. Diệp Húc làm như không thấy, rung rung áo lam, cất bước đi tới đi lui trong phòng, tựa như một thiếu niên đại nho đọc đủ thứ thi thư, trầm ngâm nói: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đại nhật doanh mãn, thần túc liệt trương, đoạn này sai rồi. Âm dương tương sinh, nhật nguyệt cùng ra, có nhật không có nguyệt, sao có thể không tổ hòa nhập ma cho được. Đoạn này là vài câu trong khúc mở đầu tổng cương của bản Vương Khai Thiên Kinh, là tác phẩm tâm đắc của Diệp Húc. Nhưng sau khi biết được Ngọc Thiềm Băng Cung, Nguyệt Luân Kinh, hắn mới ý thức được bản Vương Khai Thiên Kinh của mình ở trên tổng cương thiếu quá lớn. Ở trong mắt Tô Kiều Kiều, Diệp Húc chậm chậm bước từng bước, thế giới sau lưng chợt yên lặng, thế giới đóng kín, chỉ còn lại thanh trọc nhị khí chia ra làm hai loại màu sắc đen và vàng. Hắn trường ngâm nói: Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, thu lui đông dấu dấu, nhuận dư thành tuế, luật lữ đều dương, vân đẳng trí vũ, lộ kết thành xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương, hải mặn sông nhạt, lân tiềm vũ tường. Thiên huyền địa hoàng từ trong miệng Diệp Húc thốt ra dường như có được uy năng lớn lao. Chỉ thấy ở giữa huyền hoàng khí, một gốc cây xanh xanh giống như phá đất mà ra, mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, càng lúc càng to khỏe. Rễ của ngọc thụ đâm vào trong chọc khí có hàng vạn cái, lá cây như tay của người khổng lồ nâng thanh khí lên. Chỉ nghe lôi đình oanh động, đất trời tách ra, thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, một thế giới từ từ sinh ra. Diệp Húc phun ra bốn chữ vũ trụ hồng hoang, chỉ thấy ngôi sao xuất hiện, trụ quang lưu chuyển, mặt đất càng lúc càng rộng lớn, bầu trời càng ngày càng cao xa, tựa như thế giới vũ trụ hồng hoang thể viễn cổ vậy. Bốn chữ nhật nguyệt doanh chắc này khiến thế giới của hắn xuất hiện một mặt trời. Kim ô kéo mặt trời bay, mọc đằng đông, lặn đằng tây. Khi đến giữa thế giới, kim ô liền dừng lại, nghỉ tạm trên ngọc thụ. Bởi vậy thời gian giữa trưa dài hơn. Mặt trời lặn xuống, ánh trăng mọc lên, thỏ ngọc, ngọc thiềm ở ngoài nguyệt cung lạnh lẽo chạy nhảy trong vầng trăng này. Đi đến giữa trời thì mặt trăng treo trên ngọn cây, trở lên trăng xuống, trăng mọc trở lặn. Bởi vậy mới có phân chia ngày đêm, xuân hạ thu đông. Thế giới của Diệp Húc cũng có bốn mùa rõ ràng, xuân sinh thu tới, xuân sinh thu lui, bách thú hạ ra đông nấp. Bởi vậy mới có hạ qua đông đến, thu lùi đông nấp, nhuận dư thành tuế, luật giữ điều dương, khiến thế giới của hắn chia thành 12 tháng, tích nhuận dư mấy năm lại thành một tháng. Bởi vậy, thi thoảng có một năm sẽ có 13 tháng. Trong thế giới, tiếng tin nhạc vang lên, tiếng nhạc từng trận, âm dương điều hòa. Đến tận đây, bản Vương Khai Thiên Kinh dung nạp Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Diệp Húc cuối cùng tiểu thành, tái tạo lại thế giới, trừ bỏ nỗi lo tẩu hỏa nhập ma. Về phần cảnh tượng 10 mặt trời cùng ra kia cũng bị hắn hợp lại thành một mặt trời. 10 con tam túc kim ô nhập lại thành một con Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung, đủ để chống lại Hạo Nguyệt Đại Đạo Chân Kinh, nhật nguyệt cộng tế, điều hòa âm dương. Tuy 10 mặt trời hợp lại thành một, uy năng càng hơn trước đây, nhưng có trăng sáng tương tế tương sinh, đủ để cân bằng dương khí quá thịnh trong thế giới của hắn, khiến hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thế giới sau khi hắn tái tạo lại càng thêm vững chắc hơn trước đây,
nguyên thần cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn hơn trước đây một bậc. Thân thể, hồn phách, thần thức, tử phủ, đan điền của hắn đều được gia cố, khiến thực lực của hắn so với trạng thái toàn thịnh lúc đầu, thậm chí là khi nhập ma, đều củng cố hơn, mạnh mẽ hơn. Đây coi như là hắn được phúc trong họa. Tuy nhiên, bản vương khai thiên kinh chỉ mới là tiểu thành, vẫn còn khiếm khuyết rất lớn như trước, nhưng không có nghiêm trọng như trước mà thôi, sẽ không xuất hiện tình hình khủng bố như trước đây nữa. Muốn hoàn toàn hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, Diệp Phúc cần tìm kiếm những tâm pháp cấm pháp khác dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Hiện giờ, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sáng tạo ra một loại cấm pháp gian nan vất vả ra sao, gian khổ nguy hiểm trong đó, nói ra cũng không hết. Kiều Kiều, ta có một quyển Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, cực kỳ tinh diệu, hẳn là bí mật bất truyền của Thái Dương Thần Cung, không bằng truyền lại cho em vậy. Diệp Phúc hoàn toàn yên lòng, quăng ý tưởng hoàn thiện bản vương khai thiên kinh ra sau đầu, cười nói. Tô Kiều Kiều hé miệng cười, lườm hắn một cái nói: Thiếp thân lấy tâm pháp Thái Dương Thần Cung làm gì chứ? Tâm pháp của Thái Dương Thần Cung là cấm pháp chỉ nam tử mới có thể tu luyện được. Em là một cô gái, sao có thể tu luyện được đây? Cô dựa vào ngực Diệp Húc, đôi mắt quyến rũ như tơ, cười nói: Nếu mà người ta muốn tu luyện, trực tiếp đến tìm phu quân là được rồi. Diệp Húc cười ha ha, trong lòng đột nhiên có một loại ý nghĩ. Có thể như thế, phu còn cầu gì? Hắn nói: Kiều Kiều, sao em lại xuất hiện ở trên hải vực này vậy? Khi thiếp thân xuất cung đã tu thành đại vu, dựa theo quy định của sư môn, tu thành đại vu sẽ có tư cách kiến tạo động phủ bất kỳ nơi nào. Em liền tìm kiếm xung quanh, ở nơi đây tìm được một quần đảo tiên sơn này, thấy linh khí nơi đây dồi dào nên định mở một động phủ ở đây. Nếu mở động phủ ở Hàn Nguyệt Cung thì cách thế giới vu hoang quá xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại phu quân được. Nàng dựa vào ngực Diệp Húc, ngón tay ngọc chậm rãi vẽ những vòng tròn trên ngực Diệp Húc rồi cười nói. Diệp Húc cảm động, đồng thời cũng thầm nhủ, mình thật là may mắn. Nếu không phải Kiều Kiều tu thành đại vu, rời khỏi Hàn Nguyệt Cung, mở động phủ, nếu không phải Diệp Húc đi mãi về phía đông, tìm kiếm nơi thích hợp chôn thân, hoặc là hắn thoáng chạch hướng một chút thôi, chỉ sợ sẽ không gặp được Tô Kiều Kiều. Từ này về sau, sẽ chôn thân xứ lạ. Chẳng lẽ đây là duyên số sớm an bài hay sao? Diệp Húc không khỏi cảm thán, từ nay về sau, hắn sẽ cùng cô gái trong ngực, nắm tay cả đời, tuy hai mà một. Động phủ Kiều Kiều, cách đây cũng không xa, lấy tu vi của ta chỉ cần xé rách hư không, giây lát là liền tới. Hắn thầm yên lòng. Sư muội có ở đây không? Đột nhiên, giọng một cô gái từ trên cao truyền xuống, xuyên qua tầng tầng cấm chế, Diệp Húc bày ra, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai hai người trong cung điện. Tô Kiều Kiều cuống quýt đứng dậy, sửa sang lại tóc tai và quần áo nói: "Sư tỷ của em tới đây, phu quân, chẳng mau giúp em nhìn xem, miễn cho bị tỷ ấy nhìn ra cái gì?" Diệp Húc giúp cô sửa sang lại váy áo, cười nói: Quá nữa là bảo em hồi cung. Kiều Kiều, hiện giờ em là đệ tử Hàng Nguyệt Cung, sư xuất danh môn, thân phận khác xưa rồi. Có lẽ ta nên về Hoàng Tuyển Thánh Tông một chuyến, sau đó đi chuẩn bị hậu lễ, tự mình tới Hàng Nguyệt Cung cầu hôn. Phải quang minh chính đại nghênh em vào cửa. Em hãy chờ thêm vài ngày nữa đi. Tô Kiều Kiều đỏ mặt lên, trong tâm cảm động. Nàng vốn là nha hoàn của Diệp Húc, mặc dù trở thành người phụ nữ của Diệp Húc cũng không có bất kỳ danh phận nào, sẽ chỉ trở thành nha đầu sai sử của chủ mẫu. Nhưng Diệp Húc nói ra lời này, có nghĩa cô ta đã trở thành Diệp phu nhân danh chính ngôn thuận. Diệp Húc tán hào ảnh đi, lặng lẽ ẩn đi, ánh mắt nhìn về phía khoảng không bên trên một cái, chỉ thấy có vài nữ tử đứng trên đấy, có béo có gầy, đều có chỗ xinh đẹp, không ngờ trong đó còn có một thiếu nữ áo đen, cũng là người quen của hắn. Sao Lộ Giao Già lại đến đây vậy? Diệp Húc khẽ động tâm niệm, hắn chỉ lướt qua đám nữ tử Hàn Nguyệt Cung đó một cái, liền nhìn ra bọn họ tuy là nữ tử nhưng tu vi đều cực kỳ hùng mạnh. Lộ Giao Già tuy đã tu luyện đến pháp tương kỳ nhưng cũng không phải người có tu vi cao nhất trong số bọn họ. Tu vi cao nhất là một cô gái có dáng vẻ lạnh lùng, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, thân mặc áo tím có vẻ vô cùng tôn quý. Hàn Nguyệt Cung thật không hổ là một trong tam cung ma đạo, đệ tử ai cũng xuất chúng cả, không giống với các thánh địa khác, tốt xấu lẫn lộn, dù là Hoàng Tuyển Thánh Tông ta chỉ sợ cũng kém xa Hàn Nguyệt Cung. Diệp Húc không để ý nữa, lập tức lướt đi, tiến đến Hoàng Tuyển Ma Tông. Đám người Lộ Giao Già, khi ánh mắt hắn liếc tới, chỉ cảm thấy nguyên tâm trong cơ thể lay động, trăng sáng gần như suýt phá thể mà ra, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhìn bốn xung quanh lại không phát hiện ra gì cả. Các nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng tầng sương mù tan ra, trên mặt biển đột nhiên lộ ra một hải đảo rộng mấy trăm dặm, vô số tòa cung điện tọa lạc trong đảo, linh khí mịt mờ, khiến hòn đảo này giống như chốn tiên cảnh vậy. Tô Kiều Kiều đã chuẩn bị xong, phi thân lên tiến lên thi lễ. Một thiếu nữ cười nói: Kiều Kiều sư muội thật bạo tay, hơn một tháng ngắn ngủi liền chế tạo nơi đây trắng lệ như vậy, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ mà.
Ồ, tu vi của muội sao tiến nhanh như vậy? Cô gái có tu vi cao nhất kia nhìn thấy tu vi của Tô Kiều Kiều thâm hậu hơn trước không biết bao nhiêu lần, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác và ghen ghét, lặng lẽ che giấu xuống. Thân thể thủy đức cộng công thật làm cho người ta hâm mộ, tốc độ tu luyện nhanh không ai trong thiên hạ có thể bằng được. Khó trách Kiều Kiều sư muội lại lựa chọn kiến tạo động phủ trong biển rộng. Một thiếu nữ không phải không có hâm mộ nói: "Các vị sư tỷ, tìm muội có chuyện gì vậy?" Tô Kiều Kiều vội vàng chuyển đề tài cười nói: "À, đương nhiên là chuyện vui đến cửa." Cô gái dẫn đầu kia che giấu tâm tình thản nhiên nói: "Sư tôn đã trở về, lệnh chúng ta lập tức tìm muội hồi cung, nói có một chuyện đại hỷ sự. Người đóng kín động phủ lại, cùng chúng ta hồi cung đi." Tô Kiều Kiều gật đầu, chỉ thấy hải đảo rộng lớn mấy trăm dặm từ từ chìm vào trong biển cả, biến mất không thấy. Nàng lập tức liền vung đôi tay ra, chỉ thấy từng trận văn phù hiện lên, khắc vào trong hư không, vòng quanh một vòng, lập tức biến mất ở trên không trung. Tô Kiều Kiều bố trí xong, lúc này mới cùng vài vị thiếu nữ lên đường, hướng đi Hàn Nguyệt Cung. "Sư muội, còn có một chuyện không biết có nên nói cho muội không?" Lộ Dao Già do dự một lát, cắn chặt răng thấp giọng nói: "Trước đó không lâu ta được tin, Diệp Phúc Diệp Thiếu Báo bị người phục sát trong lãnh đồ Thổ Đại Đường, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, một mình tiến vào biển cả bao la vô biên, chỉ sợ lúc này sớm táng thân trong biển. Ta nghe nói lần ác chiến đó đã chết đi mấy vạn người, thậm chí rất nhiều thánh chủ, các thánh địa cũng nhúng tay vào, chặn trước Hoàng Tuyển Ma Tông, không cho Hoàng Tuyển Ma Tông ra tay cứu viện. Diệp Thiếu Báo cùng với ta từng gặp qua một lần, được hắn cứu một mạng, hắn cùng muội tình cảm sâu đậm, lần này chỉ sợ đã chôn xác trong biển sâu rồi." Tô Kiều Kiều ồ lên một tiếng vô cùng tò mò: "Chẳng lẽ bọn họ không biết phu quân chưa chết sao? Thật thú vị. Nếu phu quân chẳng đột nhiên xuất hiện trước mặt các vị ấy, chỉ sợ có thể hù chết mấy người rồi." Lộ Dao Già thấy nàng không hề có chút bi thương, thầm than một tiếng, tiếp tục nói: "Nhưng ta nghe nói đám người Trang Đạo Cổ và Hạ Gia cũng không tìm được nơi Diệp Húc táng thân. Kho báu Tây Hoàng và trọng bảo trên người của hắn biến mất không bóng dáng như thế, có thể đã chôn ở góc nào đó ở dưới đáy biển sâu rồi. Cũng có người nói Diệp Thiếu Bảo có thể còn sống, nhưng khả năng này gần như là không có kìa." Diệp Húc cũng không có trực tiếp xé rách hư không để về Hoàng Tuyển Ma Tông, mà là đi dọc theo thưởng thức cảnh trí rộng lớn đẹp đẽ của biển cả mênh mông. Tâm tình của hắn rất tốt, ở trên mặt biển xa xa nhìn thấy Trang Đạo Cổ, không ngờ lại chào hỏi một câu: "Trang huynh, chào buổi sáng." Hai người gặp nhau, Diệp Húc cười tủm tỉm nói: "Trang huynh, ngươi có thể chết được rồi." Trang Đạo Cổ ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn, giống như gặp quỷ, hét to một tiếng. Không đợi Diệp Húc đến gần, liền biến thành một con vượn lông vàng, tung người nhảy ra, liên tục lộn nhào, trốn mất tăm mất tích. Hắn tu luyện thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, một cái lộn nhào liền nhảy đi ngàn dặm. Hiện giờ mệt mỏi bỏ chạy, lộn nhào trở mình giống như quạt gió, chỉ sợ ngay lập tức liền bay ra khỏi biển cả mịt mờ, tiến vào cảnh nội đại đường. "Thằng nhãi này trốn nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn không biết là ta đang đùa hắn sao?" Diệp Húc thở dài, sờ sờ cằm. Hắn vốn định giữ Trang Đạo Cổ lại, nhưng mà tốc độ người này quả thật thiên hạ vô song, dù Diệp Húc tế cột buồm lên chị e cũng không lưu hắn lại được. Đấu chiến thắng pháp không hổ là thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không thể theo kịp. Lần sau gặp được thằng nhãi này thì khỏi cần nói gì với nó, trực tiếp hạ độc thủ, dùng côn đánh chết, rút hồn tọt phách, nhất định phải lấy môn thần thông này tế tay rồi nói sau. Đột nhiên Diệp Húc nhìn thấy trên mặt biển xa xa các loại hơi thở tràn đến, có hóa thành đại đỉnh, có hóa thành đài sen, có hóa thành kim long, có hóa thành lô bồng, đủ loại hơi thở hình thành đủ loại dị tượng. Đây là những vu sĩ từng vây công Diệp Húc ở cảnh nội đại đường, tìm kiếm tung tích Diệp Húc khắp nơi, định tìm bảo vật hắn để lại sau khi chết. Những người này tìm kiếm trên mặt biển hơn một tháng nhưng không hề tìm được nơi Diệp Húc táng thân, lại bám giết không tha, tận lực tìm kiếm, thậm chí tức đem những nơi đi qua thành trời long đất lở. Biển rộng trong ngược, ngay cả đáy biển sâu vạn trượng cũng bị bọn họ tra xét một lần. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, cười lạnh nói: "Những kẻ này đáng chết, nhưng nếu cứ đi tìm từng đám một rồi giết chết bọn chúng, một là phiền toái, hai là dễ rút dây động rừng, chi bằng một mẹ bắt gọn chúng, một phát giết chết mới có thể tan đi mối hận trong lòng ta. Nếu không như vậy..." Ở cảnh nội đại đường, Diệp Húc năm lần bảy lượt nhẫn nhịn, mặc dù người khác coi đó là kiêu ngạo, nhưng với Diệp Húc mà nói, hắn quả thật nhiều lần nhường nhịn, kiệt lực khống chế bản thân, không phát sinh xung đột với những người này. Nếu không phải bọn họ vây công Diệp Húc, hắn lúc này đã sớm về Hoàng Tuyển Ma Tông mời Ứng Tông Đạo ra tay giúp hắn chấn áp tâm ma, cũng sẽ không cửu tử nhất sinh, gần như thân thể bị thiêu đốt mà chết.
Từ trước đến nay, hắn có oán báo oán, có ân báo ân, món nợ này đương nhiên phải thanh toán với đám người đó một phen. Diệp Húc nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy một hải đảo cách đó không xa, cũng không lớn, chỉ rộng tầm 10 dặm, khẽ động tâm niệm, kiều đỉnh bay ra, hợp lại thành một cái đại đỉnh. Chỉ thấy cái đại đỉnh này bay lên không trung tòa hải đảo kia, rơi xuống dưới, vách đỉnh càng lúc càng mờ nhạt, dần dần ẩn nấp biến mất. Diệp Húc tế ngọc lâu lên, giơ tay chỉ ra, chỉ thấy đám vũ bảo trong ngọc lâu, Nam Thiên Môn, Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Cuột Buồm, Khải Hoàng Ngọc Hoàng, Loan Đao Ngả Voi, Trảm Tiên Đài bay lên, giơ lên trên hải đảo. Một thức vạn pháp yêu quyết dùng ra, tiến hóa thành cảnh tượng bản thân tàu hỏa nhập ma. Chỉ thấy hòn đảo kia lập tức bốc cháy lên đại hỏa hừng hực, cháy cho dung nham tràn ra, các loại yêu thú bay múa trong lửa, lại có 10 con tam túc kim ô kéo những vầng mặt trời bay lượn không ngớt xung quanh hải đảo. Hòn đảo này vốn xanh tươi xinh đẹp, lúc này trải qua hắn bố trí lại bày ra một cảnh tượng tàn phá sau hủy diệt. Diệp Phúc cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, ngoại trừ không có vũ hồn giới, cảnh bố trí này tuyệt đối giống di tích để lại sau khi mình bị lửa cháy đốt thần mà chết. Trong ngọc lâu của ta lại có một tòa vũ hồn giới, đáng tiếc là vũ hồn giới sau khi Bảo Nguyên Đại Tiền Sư chết đi để lại chỉ có 8 tầng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là không phải do ta để lại. Diệp Phúc thở dài, hắn sắp xếp đó cũng không toàn vẹn, còn có một lỗ hổng lớn, e là sẽ không thể lừa được kẻ có tài trí hơn người. Mặc kệ nó vậy, có thể lừa được bao nhiêu người thì lừa từng đấy. Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức một luồng sát khí phóng lên cao, hình thành mây đen rộng lớn ngàn dặm ở trên không trung, đen kịt một mảnh, không ngừng xoay tròn, giống như lốc xoáy cực lớn, mà trung tâm của lốc xoáy chính là hòn đảo nhỏ kia. Diệp Húc bố trí xong, lập tức ẩn nấp trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp thiếu báo, chết ở nơi này. Không biết là ai phát hiện ra dị tượng ở trên không trung đầu tiên kêu lớn. Dị tượng Diệp Húc bố trí khiến cho người ở xa 10.000 dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lập tức có không biết bao nhiêu cao thủ vù vù lao tới. Những người này ngoài một số đại vu sĩ tham gia với công Diệp Húc ra, còn nhiều cao thủ nghe nói Diệp Húc sắp chết đi tới trên biển tầm bảo. Bên trong số bọn họ, người của Hạ gia nhiều nhất, cường giả đại đường là nhiều thứ hai, còn có Bổ Thiên Các, Vu Đạo Tông, Nguyên Thủy Yêu Tông và các môn phái hải ngoại, cùng với các cao thủ thánh địa chính đạo từ các nước Đại Hán đuổi tới. Nhân số nhiều vượt qua cả dự tính của Diệp Húc. Có người tìm thấy cánh cửa đỏ hồng thật lớn trên tòa hải đảo kia đầu tiên, không khỏi mừng rỡ mà hét lớn: Nam Thiên Môn, kho báu Tây Hoàng, mau mau nhìn mũi tên vàng kia, uy năng vô cùng lớn, thậm chí có hơi thở cấm bảo kìa. Thứ Diệp thiếu bảo làm ra rất là tinh phẩm, tên ma đầu này rất kén chọn, mà vật được hắn giữ lại đều không phải nhỏ đâu. Còn có cây cột buồm kia tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp lão ma thân tử đạo tiêu, bảo vật toàn thân đều rơi ra cả, thật nhiều bất diệt chi báo, mọi người mau đoạt lấy đi. Đám người đồng loạt xông lên, bay đến hải đảo, nhảy vào trong đảo, cướp đoạt đủ loại bảo vật Diệp Húc để lại sau khi chết đi. Trong hải đảo nhanh chóng biến thành một hồi long tranh hổ đấu. Nhóm người này có hơn 100 người, đến từ Thiên Sách Phủ, Hạ Gia Trung Châu, Bổ Thiên Các, Nguyên Thủy Yêu Tông. Đám thánh địa này tăng nhiều thịt ít, vì tranh đoạt vu bảo của Diệp Húc nên đương nhiên phải ra tay với nhau. Nhất thời trên đảo tràn đầy gió tanh mưa máu. Lại có không ít người tu vi không cao, vừa mới vào đảo liền bị nhiệt độ cực cao kia thiêu đốt nguyên thần, thân thể thành tro tàn. Di vật của Diệp thiếu bảo là đồ trong tay Hạ Gia Trung Châu, tất cả mọi người cút hết ngay. Đám cường giả Hạ Gia Hạ Từng Đường, Hạ Đông Dương xuất hiện, tế lên địa đỉnh, ánh mắt lạnh lạnh, hét to mà nói: Con cháu Hạ Gia nghe lệnh, lập tức vào đảo cướp báu vật. Nếu có người nào dám to gan nuốt riêng hoặc phản kháng, giết không cần xét hỏi. Càng thêm nhiều cao thủ tranh đoạt, Tần Vương và vài vị quân hầu cười lại một tiếng, trầm giọng nói: Hạ Gia Trung Châu thật to miệng, đồ của Diệp thiếu bảo đương nhiên là của Diệp thiếu bảo, sau khi hắn chết đi sẽ là vật vô chủ, đương nhiên ai cướp được thì sẽ là của người đó rồi. Mấy người liên tục cười lạnh, nhảy vào hải đảo, gia nhập vào trong tranh đoạt. Sắc mặt Hạ Từng Đường kịch biến, trầm giọng nói: Nghệ Hoàng Kim Tiễn chính là vật mà Hạ Gia ta nhất định phải lấy được, không thể để rơi vào tay kẻ khác được, chúng ta cùng vào đảo. Lão Tổ, hãy khoan. Hạ Đông Dương ánh mắt chớp động, quan sát tòa hải đảo này, khẽ nhíu mày, đúng mực mà nói: Trong hòn đảo này cũng không có vu hồn giới của Diệp thiếu bảo, hơn nữa ta không nhìn thấy kiều đỉnh mà hắn ta luyện chế đâu cả. Tưởng đường lão tổ, có khi đây chỉ là một cái bẫy, mong lão tổ minh xét. Hạ Từng Đường liếc mắt tới, quả nhiên không nhìn thấy vu hồn giới của Diệp Húc, cười ha ha nói: Đông Dương, ngươi quả nhiên nhìn rõ mọi việc, nhưng tâm tư ngươi tuy kín đáo, lại nghĩ lọt một điểm. Tên tiểu xúc sinh Diệp thiếu bảo kia tàu hỏa nhập ma, mười mặt trời đều ra,
đốt kim thân cùng nguyên thần của chính mình thành cho tàn. Vu hồn giới của hắn chỉ sợ cũng bị đốt tan chảy bên trong liệt hỏa rồi, không còn tồn tại nữa rồi. Nếu không đám bảo vật đó sao lại tuôn ra tán loạn trong đảo như vậy? Hạ Đông Dương vẫn có chút nghi ngờ, không muốn tự mình đi vào hiểm địa. Kháng Thanh mà nói, nếu như lão tổ khăng khăng muốn đi vào trong hải đảo, vậy xin hãy để lại địa đỉnh. Hắn thản nhiên nói, lấy tu vi của lão tổ thì đủ để chấn áp tại trận, không người có thể địch lại. Lão tổ mang theo địa đỉnh cũng vô dụng thôi, không bằng giao cho Đông Dương bảo quản. Hạ Từng Đường có phần không vui, nhưng thân phận địa vị tu vi của Hạ Đông Dương không như hắn, nhưng lại là gia chủ đời tiếp theo của Hạ gia, tương lai sẽ kế vị trở thành thánh chủ của Hạ gia. Hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức giao địa đỉnh cho Hạ Đông Dương, dẫn dắt 7 vị đại vua tam tương cảnh nhảy vào bên trong đảo. Ngoài Hạ Đông Dương còn có 4-5 người vẫn đứng giữa không trung, cũng không có tiến vào trong đảo tranh đoạt bảo vật. Những người này hiển nhiên cũng không nhìn thấy vô hồn giới của Diệp Húc ở trong đảo, bởi vậy tâm sinh nghi ngờ, chuẩn bị xem chừng. Càng ngày càng nhiều người nghe tin chạy tới. Một lát sau, nơi đây đã tụ tập gần ngàn vu sĩ đại vu tranh đoạt chém giết. Đúng như lời Hạ Đông Dương nói, thực lực của Hạ Từng Đường quả nhiên mạnh nhất, ký áp quần hùng. Hắn chính là lão quái vật nguyên thần bất diệt tam bất diệt cảnh, ở bên trong biển oan hồn gần bị Diệp Phúc chém chết, may mắn trốn thoát, sau đó được Hạ thánh chủ rót tu vi vào thân thể, khiến tu vi của hắn kéo thẳng cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt. Lần này hắn ra tay, trong chớp mắt liền có hơn 10 người chết ở trong tay của hắn, thậm chí nhiều người bị khí thế của hắn trực tiếp đè chết. Tần Vương ra, để Nghệ Hoàng Kim tiến lại. Hạ Từng Đường nhìn thấy Tần Vương cuối cùng giết chết mấy người, cướp lấy Nghệ Hoàng Kim tiễn, không khỏi giận dữ, bàn tay vung tới Tần Vương, kiểu đỉnh xuất hiện trong tay, lực ép đám người Tần Vương, uy nhất nhất thời vô lượng. Hạ Từng Đường, người nghĩ là ta sợ ngươi sao? Tần Vương cầm Nghệ Hoàng Kim tiễn trong tay cười ha hả, phía sau thiên địa pháp tướng tu vi toàn thân rót vào trong kim tiễn, lạnh lùng mà nói, bảo vật này chính là cấm bảo không hoàn chỉnh, rơi vào trong tay Diệp Tiếu Bảo như là người tài không được trọng dụng, mà ta lại có thể phát huy ra uy năng của nó một cách hoàn hảo. Phát huy ra một phần kìa. Hạ Từng Đường, tu vi của ta đương nhiên kém xa ngươi, nhưng có kim tiễn trong tay, ta giết ngươi cũng như giết một con chó vậy. Kim tiễn càng lúc càng lớn, mơ hồ tản ra những luồng hơi thở cấm bảo, làm cho người ta không rét mà run. Đồng tử trong mắt của Hạ Từng Đường co rụt lại. Uy năng của Nghệ Hoàng Kim tiễn hắn đương nhiên biết, nếu như Tần Vương có thể kích phát uy năng của kim tiễn, hắn quả thật khó có thể chống lại. Hắn không kịp đối phó với Tần Vương, vội vàng thu hồi kiều đỉnh, hợp lại làm một, bao lấy quanh thân, định lấy bất diệt chi bảo kiều đỉnh chấn thần châu để chống lại Nghệ Hoàng tiễn khí. Lại vào lúc này, chỉ thấy uy lực của Nghệ Hoàng kim tiễn cuối cùng cũng phóng ra, vô số dòng tiên khí màu vàng đâm phá hư không, vèo vèo vang lên, trong chớp mắt xuyên thủng Tần Vương. Lập tức vô số dòng tiên khí bắn thẳng tới Hạ Từng Đường, bao phủ lấy hắn. Một cái đại đỉnh đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, gắn cả hòn đảo vào trong đỉnh. Mọi người đang hỗn chiến đều ngẩng đầu, chỉ thấy bốn phía bọn họ là một cái vách đỉnh dài mấy trăm dặm. Trên vách đỉnh, núi non như tụ hợp, sóng lớn như nổi giận, những bức bích họa đại lục đồ sộ hiện ra trước mặt bọn họ. Trong đại lục, núi xanh hồ bạc, sóng lớn chảy xiết, không biết có bao nhiêu dị thú thượng cổ, thậm chí là ma tộc xuất hiện trên bức bích họa. Tòa đại đỉnh này vừa mới xuất hiện, lập tức đè sụp hòn đảo này, không biết bao nhiêu đá núi san hô văng tung tóe, bị nghiền nát thành phấn, lập tức ngay cả bột phấn cũng bị luồng sức mạnh vô hình ép cho vỡ đến không thể vỡ được nữa, trở về hỗn độn hư vô. Trong lúc nhất thời, có không biết bao nhiêu người chết thảm dưới uy năng của kiều đỉnh chấn thần châu. Những người còn lại đều cảm giác được nguy hiểm, đều phóng lên bay ra ngoài đại đỉnh, muốn chạy ra khỏi nơi tuyệt sát này. Còn có không ít người tiếc các loại bảo vật như Nam Thiên Môn, cột buồm, tự nghĩ thực lực dũng mãnh, vẫn chém giết tranh đoạt như trước, không ngờ đám vũ bảo nhìn vốn vô hại kia đột nhiên phóng nguyên năng ra. Nam Thiên Môn hạ xuống, đập cho mấy người nát thành thịt vụn, cột buồm bay lên đâm chết một gã đại vu hợp thể kỳ, thi thể treo trên buồm. Lại có Khải Hoàng Ngọc Hoàng hóa thành một con bá hạ đâm tới khắp nơi, nhìn chết một đám cường giả. Thứ càng khủng bố hơn chính là Trảm Thiên Đài, cái vũ bảo này đột nhiên phân tách ra, khốn tiên thẳng cùng khóa tiên bắt lấy từng kẻ một, Trảm Thiên Đao chém nguyên thần giết thân thể, chiêu hồn phiên, chiêu hồn tác phách, tử tu bồ đoàn khiến cho dù là đại vu tam tương cảnh cũng phải quỳ xuống. Trong chớp mắt liền có hơn 10 người chết dưới uy năng của vài món vu bảo này. Mọi người mau đi! Đám người kinh hãi gần chết, toàn bộ phi thân bay lên phóng ra ngoài đại đỉnh. Lại vào lúc này, chỉ thấy chín đại lục từ trên không đại đỉnh đè xuống, từng tòa đại lục chồng lên nhau che khuất trở cao, ép hết những người này ở dưới đại lục không thể động đậy được. Chẳng lẽ Hạ gia muốn đắc tội với Nguyên Thủy Thiên Tông ta sao?
Một lão già nguyên thủy yêu tông hiện ra chân thân, chính là một con voi thân trắng như tuyết, lưng mọc hai cánh, đầu đuôi 6-70 dặm, bốn cái chân giống như những ngọn núi dốc đứng, cố sức lấy lưng lưng một tòa đại lục lên, cũng chính là hương tượng đại thánh từng chiến đấu với Diệp Phúc kia. Lão ta tuy bị Diệp Phúc làm cho trọng thương nhưng không chết, mà ỷ vào lực sinh mệnh hùng mạnh cố mà sống sót. Lần này lão ta xuất hiện ở nơi đây, ngoài việc giải cứu Thiên Bằng đại thánh còn muốn cướp đoạt di vật của Diệp Phúc. Không ngờ vừa mới vào trong đảo đã bị chín toàn đại lục chấn áp. Những người khác cũng đều gầm lên, chẳng lẽ Hạ Gia muốn khai chiến với Bổ Thiên Các ta sao? Hạ Gia Trung Châu quả nhiên kiêu ngạo, một hơi liền đắc tội với nhiều thánh địa chúng ta như vậy, chắc là muốn bị diệt môn đấy. Hay là các ngươi còn tưởng rằng bây giờ là thượng cổ, có thể để Hạ Gia Trung Châu các ngươi tung hoành ngang dọc hay sao? Nhanh thu đại đỉnh đi, các ông đây sẽ không so đo với ngươi, nếu không đánh đến Trung Châu diệt cả nhà ngươi. Khốn kiếp, đây không phải là do Hạ Gia ta làm. Hạ Từng Đường giận dữ, lập tức tế kiều đỉnh phóng lên cao, cùng mọi người hợp lực chống lại chín tòa đại đỉnh chấn áp kia. Chỉ thấy chín tòa đại lục bị bọn họ nâng lên bay đi miệng đỉnh. Ở trong bảo hồn giới của ta mà các ngươi còn dám phản kháng ư? Thật là buồn cười. Từ trên không trung truyền đến một tiếng chỉ thấy Dư La Thiên Địa Tháp đột nhiên từ trong đỉnh bay lên, hóa thành các tòa bảo tháp cao ngàn trượng, có 11 tầng chấn áp ở trên đại lục. Mọi người chỉ cảm thấy sức mạnh trên đầu vai lại nặng xuống, liền cố hết sức. Người là Diệp Thiếu Bảo sao? Hạ Từng Đường giật mình tỉnh ngộ, tức giận rít cào nói: Không sai, đúng là Diệp Mỗ. Các vị, các ngươi rơi vào trong tay của ta có thể thoải mái dãy giụa, nhưng muốn trốn thoát khỏi tay của ta sao? Tuyệt đối là không thể. Một tòa ngọc lâu bay lên, ngọc lâu 7 tầng treo cao, những luồng huyền hoàng khí chấn áp trên đại lục khiến cho mọi người gần như không chống cự được sức nặng kia. Nhưng trong những người này, chẳng những có lão quái vật tam bất diệt cảnh, nguyên thần bất diệt đỉnh phong như Hạ Từng Đường, cũng có các tên trùm tu thành tam tương cảnh như Hương Tượng Đại Thánh và hơn 10 người khác nữa. Còn có hàng trăm đại vu tu thành nguyên thần, khủng bố cỡ nào, không ngờ lại tiếp tục nâng chín tòa đại lục lên. Hồ đồ, ngu xuẩn, không biết sống chết mà. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, Khải Hoàng Ngọc Hoàng hóa thành một con bá hạ, ngồi lên trên đại lục, rất nặng. Lập tức lại có Nam Thiên Môn và những món vũ bảo khác đều hạ lên trên đại lục. Còn Nghệ Hoàng Kim Tiễn cũng bị hắn tế lên, cắm ở chính giữa đại lục. Nghệ Hoàng Kim Tiễn trở thành một cây rơm cuối cùng đè sụp những người này, cuối cùng áp chế hết đám người kia, thậm chí cả Hạ Từng Đường đều không thể động đậy. Diệp Húc giơ tay ra, chỉ thấy cái đại đỉnh này ầm ầm xoay tròn, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh chỉ nhỏ bằng nắm tay, xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn, cười lạnh mà nói: Khi ta tàu hỏa nhập ma, các ngươi không giết được ta. Hiện giờ thực lực của ta tăng mạnh, các ngươi lại càng đừng nghĩ tới. Ngược lại, đám người các ngươi chỉ có thể giúp ta, khiến ta càng thêm mạnh hơn mà thôi. Ở ngoài hải đảo, Hạ Đông Dương nhìn thấy đại đỉnh của Diệp Phúc xuất hiện, bỗng biết không ổn, lập tức cuốn lấy địa đỉnh cao chạy xa bay. Hắn ta không hề định cứu Hạ Từng Đường và bảy vị tam tương cảnh Hạ gia, mà lấy lợi ích của Hạ gia cùng lợi ích của mình làm gốc, bảo vệ địa đỉnh và tính mạng của mình trước tiên rồi nói sau. Diệp Thiếu Bảo kia quả thực là con rết trăm chân, chết rồi cũng không ngã, rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma, có triệu chứng bỏ mình rồi, sao lại có thể khỏe mạnh nhảy ra như vậy? Hắn ta khiếp sợ vạn phần, thầm nhủ: Lúc này ta còn chưa phải là đối thủ của hắn, chỉ bằng để tạm đấy, chờ khi tu thành thiên địa pháp tướng rồi đến phân thắng bại cao thấp với hắn ta. Kỳ thực lấy thực lực của hắn thêm cả uy năng của địa đỉnh, nếu là công kích từ bên ngoài cùng với đám người Hạ Từng Đường chống lại Diệp Húc từ bên trong thì sẽ không để cho Diệp Húc thoải mái như vậy, thậm chí có thể giải cứu được đám người Hạ Từng Đường. Đáng tiếc chính là thời cơ này hắn ta không nắm chặt. Diệp Húc chấn áp tất cả đám người Hạ Từng Đường, nhìn xung quanh, ngoài Hạ Đông Dương, mấy người khác cũng thấy không ổn, cao chạy xa bay. Muốn luyện hóa đám Hạ Từng Đường này không phải là không thể, chỉ là mất thời gian quá dài. Có lẽ ta nên về Thánh Tông trước, sau đó từ từ luyện chết hết bọn chúng sau vậy. Hắn nhẹ nhàng liền bay đi Hoàng Tuyển Ma Tông. Không qua lâu sau, liền đi vào Thập Vạn Đại Sơn, đi thẳng không ngừng, đi vào Quan Tinh Phong. Trên đường đi, hắn gặp vài tên đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ thấy những người này nhìn thấy hắn như gặp phải ma quỷ, sợ tới mức đần độn đứng đấy. Thậm chí có một nữ đệ tử trực tiếp trợn mắt, bù một tiếng chết ngất. Ta đã mạnh đến như thế này sao? Không cần phóng khí thế hơi thở ra, cũng có thể chấn thoáng thiếu nữ sao? Diệp Húc hơi tự đắc, hạ xuống Quan Tinh Phong, đã thấy đỉnh núi Quan Tinh Phong cắm đầy cờ trắng, vòng hoa, nến, câu đối phúng viếng, tranh phúng viếng, còn có chậu than từng đốt giấy tiền. Một bầu không khí trầm lặng,
dường như đã biến thành linh đường. Hồn quy lai hề, là ai chết vậy? Diệp Húc lững thững đi đến, đi qua trước những lá cờ trắng, lướt dòng chữ hồn quy lai hề trên mặt, sau đó cẩn thận đọc câu phúng viếng trên đó. Chỉ thấy trên đó viết những thứ như: ân sư Diệp Húy, Húc Thiên Cổ, đệ tử cung Ngọc Nương kính viếng. Hiền đệ Diệp Húy, Húc Bất Hủ, huynh Giao đạo nhân đến viếng. Huynh muội Hiên Viên Quang, Hiên Viên Như Nguyệt, Tống Cao Đức, còn có đám người Phượng Yên Nhu, Khổng Tước, Bách Khoa Cung Chủ, Vạn Pháp Yêu Vương cũng gửi câu đối phúng viếng đến đây. Thậm chí hắn còn nhìn đến câu phúng viếng của Ứng Tông Đạo, lời nói bi thiết, rất có ý tự trách. Lúc trước ông sư phụ tiện nghi vệ chăn của Diệp Húc mất đi, không có ai đến tế điện, chỉ có Ứng Tông Đạo tới một lần, nhưng không có để lại câu phúng viếng gì. Không ngờ hắn lại để lại một cái phong trong linh đường của Diệp Húc, tự trách mình quá mức kiêu ngạo. Có thể thấy địa vị của Diệp Húc trong lòng của hắn. Ở cạnh tám tòa vô hồn giới còn có một tòa ngọc lâu dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, có vẻ rất là quái dị. Chỉ thấy trước tòa ngọc lâu dựng lên một khối bia đá, cũng là: Húy Tiên Khảo, Diệp Công Thiếu Bảo Chi Mộ, đệ tử Hoàng Sán, cung Ngọc Nương, lập năm XX tháng XX. Diệp Húc không nhịn được bật cười, phất tay áo một cái, tòa ngọc lâu này lập tức nổ tung. Chỉ thấy bên trong bay ra một bộ quần áo màu lam, là một ngôi mộ chôn quần áo và di vật. Thật không thể ngờ được, nơi đây lại là linh đường của ta. Chẳng lẽ người đời đều đã cho rằng ta đã chết rồi sao? Lúc này bỗng nghe một giọng nói phẫn nộ quát lên: là kẻ nào dám to gan dương ngoài trên quan Thanh Phong ta, phá hủy linh vị ân sư ta? Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Sán khoác áo đay để tang, nổi giận đùng đùng bay lên đỉnh núi, lập tức mỉm cười nói: vị sư từ trên Hoàng Tuyển Lộ vội vàng trở về, nhìn thấy các ngươi đặt linh đường cho ta rất là không vui, chẳng lẽ ta không thể tự mình phá nát linh đường của mình hay sao? Sư tôn! Hoàng Sán ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt hổ rưng rưng. Sau một lúc lâu không nói được lời nào, bùm bùm quỳ lại dưới đất, kích động khó có thể bình tĩnh nổi. Đứng lên đi, đừng quỳ với ta, ta đã nói với ngươi từ trước rồi, quan Tinh Phong này không có quy củ quy định gì cả. Diệp Húc cười nói: ngươi đi mời mọi người trong quan Tinh Phong đến đây, ta có một cuộc tạo hóa muốn cho các người kìa. Hoàng Sán ngây ngốc, sau một lúc lâu cũng không hề phản ứng lại. Diệp Húc thở dài một tiếng, biết một tên người chết như mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, quả thật có chút kinh tế hãi tục. Lúc này tâm niệm khẽ động, những bàn tay to sau đầu dơ ra thò vào trong động phủ trong dãy núi, nắm hết lấy đám người cung Ngọc Nương, Giao đạo nhân, Chu Thế Văn, Phương Thần, Viên Thiên Công, Lý Huyền Quy và Hồ Tiên Nhi ra. Những người nhìn thấy hắn, có người mừng rỡ, có người bị dọa cho gần chết, có người ngây ngốc một lúc lâu, có người vui quá mà khóc, khiến cho Diệp Húc không khỏi nhức hết cả đầu, cả giận mà nói: khốn kiếp, ta còn chưa có chết đâu, kẻ nào nói ta chết vậy? Hoàng Sán lúc này mới tỉnh lại, cuống quýt tiến lên khẽ nói: sư tôn chớ có lên tiếng, vốn tình đế các thánh chủ và các đại thánh chủ bao vây thập vạn đại sơn, cấm thánh tông ta giúp ân sư, chúng tôi không biết chuyện duyên cớ làm sao cả. Chờ sau đó đám thánh chủ này tan đi, lúc đó tông chủ mới tự mình giáng đến quan Tinh Phong, rơi lệ, nói cho chúng tôi biết, nói là ân sư đã chết rồi, bảo chúng tôi chuẩn bị tang sự. Ngày đưa ma, tông chủ còn tự mình đến tế điện một phen, tự trách một lúc lâu, nói Ứng Mỗ thật quá kiêu ngạo, không phải là Vu Hoàng, lại đi làm chuyện của Vu Hoàng, liên lụy đến ân sư. Diệp Húc lắc đầu cười khổ, Ứng Tông Đạo nói hắn đã chết, đám người Hoàng Sán đương nhiên cũng tin là thật, bởi vậy mới có thể đặt linh đường tế điện ở trên quan Tinh Phong. Ứng sư huynh nói ta chết rồi, ta lại chưa chết, đợi chút nữa đi vơ vét tài sản của hắn một phen, phải đòi ít chỗ tốt mới được. Diệp Húc nghĩ đến đây, nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy tu vi đám người Hoàng Sán có tốt có kém, tu vi cao nhất như đám người Viên Thiên Công, tu vi thấp như Chu Thế Văn và Phương Thần, mà Hoàng Sán và cung Ngọc Nương thì nửa vời, chỉ mới tu luyện đến tam man cảnh đỉnh phong. Hắn mỉm cười nói: lần này ta ra ngoài, tuy rằng trải qua sinh tử, thu hoạch khá phong phú, có một hồi đại tạo hóa muốn tặng cho các ngươi đây. Hắn khẽ động tâm niệm, liên hoa bảo sơn dâng lên, đắp lên đỉnh núi. Bên trên nâng ngọc lâu, từng dòng từng luồng huyền hoàng khí như những chuỗi ngọc treo đấy, bảo tướng trang nghiêm. Trong ngọc lâu, Hùng Bi, Can Sải Dao và hai đồng tử kim sắc ngân giác cũng không tự chủ được bay ra. Mọi người giơ lên trên liên hoa bảo sơn. Diệp Húc chậm rãi mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái đỉnh nhỏ, vô số tinh khí bay ra từ trong đỉnh, giống như những con ổ long chui vào trong mọi người cùng lũ yêu. Dọc theo đường đi, liên tục có các cao thủ, các đại thánh địa bị hắn luyện chết, nguyên thần đều trở thành vật vô chủ. Bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc giỏi nhất về luyện hóa nguyên thần của người khác, đem những nguyên thần đó luyện hóa thành tu vi tinh thuần, trực tiếp đánh vào trong thân thể đám người Hoàng Sán, Giao đạo nhân, Viên Thiên Công, cưỡng ép tăng tu vi bọn họ lên.
Vô sĩ không thể luyện hóa tu vi của người khác, đây là kiến thức phổ thông. Nhưng cũng có ngoại lệ, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh của Nguyên Thủy Yêu Tông và Ma La Thôn Thiên Ma Kinh của Ma Tộc, hai môn công pháp này đều có thể luyện hóa tu vi của người khác, chuyển sang người mình. Nhưng nếu tu luyện tâm pháp giống nhau, đại vu có tu vi cao có thể trực tiếp rót vào, đem một phần tu vi của mình nhốt đánh vào trong cơ thể người khác, nâng cao tu vi bọn họ. Hạ Tường Đường chính là được Hạ Thánh Chủ trực tiếp rót tu vi, khôi phục tu vi cho lão, thậm chí khiến cho lão bước thêm một bước nữa, gần như tăng lên tới cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt. Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết của Diệp Húc cũng có công hiệu cắn nút nguyên thần tu vi kẻ khác, thậm chí còn hơn cả Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh. Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết bị hắn dung nhập vào trong Bản Vương Khai Thiên Kinh, khiến Bản Vương Khai Thiên Kinh cũng có công hiệu tương tự. Các cao thủ đại thánh địa bị nhốt trong đại đỉnh, nguyên thần của những người này với hắn mà nói, ngoại trừ nhốt đánh vào trong vu bảo để nâng cao uy năng của vu bảo thì cũng chẳng còn mấy tác dụng. Hắn có được kiểu giai thuần dương linh mạch, dùng kiểu giai thuần dương linh mạch tu luyện, chất lượng tu vi hơn xa cắn nút nguyên thần của người khác. Bởi vậy, hắn mới có thể luyện hóa nguyên thần những người này trực tiếp rót vào trong thân thể đám người Hoàng Sán, Chu Thế Văn, Giao Đạo Nhân, giúp bọn họ tăng tu vi lên. Tu vi đám người Hoàng Sán của Ngọc Nương vốn đã không cao, Chu Thế Văn và Phương Thần ngay cả nguyên đan đều chưa luyện thành, vừa mới tiến vào tam đan cảnh mà thôi. Thời gian đã trôi qua 4 năm, hai người rút cuộc gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông. Không ngờ cao thủ thế hệ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông lại vì kiêng kỵ Diệp Húc, không ai chịu thu hai người bọn họ làm đồ đệ, rơi vào đường cùng, hai người đành phải bái ở Diệp Húc làm môn hạ. Mọi người nhanh chóng được Diệp Húc trực tiếp chuyển tinh khí vào trong thân thể, chuyển hóa thành tu vi, nhất cho thân thể bành trướng, gần như muốn tơn lổ tung ra vậy. Nhưng tinh khí từ trong đỉnh của Diệp Húc vẫn chuyển đến không dứt, cuồn cuộn tuôn vào trong cơ thể của bọn họ. Mặc dù là yêu vương lâu năm như Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi cũng không chịu được luồng tinh khí khổng lồ vô biên này rót vào người, khiến cho một đám hóa thành nguyên hình, hóa thành cự thú, cố gắng cất chứa những tinh khí đang ùn ùn tuôn vào, nâng cao tu vi bản thân. Dù là bốn con ăn tham như Hùng Bi, Can Giải Dao, Ngân Giác và Kim Giác lúc này cũng hết sức chuyên chú, tận lực cất chứa tinh khí. Bọn họ cũng biết đây là kỳ ngộ ngàn năm có một, nếu có thể nắm chắc, tất nhiên sẽ khiến cho tu vi bọn họ tiến thêm một bước nữa. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, những luồng hơi thở bao lại mọi người, áp chế chân nguyên, nguyên thần đang bạo động trong cơ thể bọn họ, chấn áp thân thể bọn họ, tiếp tục rót linh khí vào. Hắn không ngừng nén ép tu vi mọi người, không ngừng rót tinh khí mới, chỉ thấy tu vi của đám người Hoàng Sán thay nhau tăng lên, thậm chí tu vi đám người yêu vương Viên Thiên Công cũng không ngừng tăng cao. Viên Thiên Công thậm chí còn trực tiếp được hắn ép tu vi tăng lên tới hợp thể cửu phẩm đỉnh phong, mà những người khác cũng được Diệp Húc tăng lên tới cảnh giới cửu phẩm, vượt qua mấy cảnh giới nhỏ bị kẹt lại ở cạnh cảnh giới lớn tiếp theo. Cảnh giới lớn và nhỏ khác nhau, cảnh giới nhỏ có thể trực tiếp vượt qua khi tu vi tăng lên, mà cảnh giới lớn lại cần nhiều thể ngộ, thêm nhiều tu luyện, càng nhiều chiến đấu mới có thể bước qua cửa ải, thăng tiến cấp bậc. Diệp Húc không chỉ tăng tu vi của mọi người lên, đồng thời còn nén áp chân nguyên, nguyên thần của bọn họ, làm cho bọn họ dung nạp càng nhiều thêm tu vi hơn nữa, những vô sĩ cùng cảnh giới, càng hùng mạnh hơn những người khác. Hành động này của hắn vô hình chung liền kéo tăng lên tư chất của đám người Cung Ngọc Nương, Viên Thiên Công lên mấy lần. Thẳng đến khi tu vi đám người Cung Ngọc Nương tăng lên mấy chục lần, Diệp Húc mới dừng lại, tiếp tục từng gốc bỉ ngạn hoa từ trong ngọc lâu của Diệp Húc bay ra, rơi xuống trước người mọi người, mỗi người một gốc. Hương hoa mê người, hương khí diễn hóa ra bờ bên kia của tu hành, biển mây tiên thổ mờ ảo mê người. Các vị, con đường tu luyện không hề có đường tắt, chỉ có từng bước khổ tu, nâng cao cảnh giới mới có thể càng mạnh hơn, càng dễ dàng đột phá một cảnh giới hơn. Lần này, ta cưỡng ép nâng cao tu vi cho các ngươi, đối với các ngươi tu luyện sau này chỉ có hại chứ không có hề có ích lợi gì cả. Nhưng công hiệu của bỉ ngạn hoa hoàn toàn có thể bù lại điểm đấy. Ăn gốc bỉ ngạn hoa này sẽ có thể khiến cho các ngươi nhìn thấy bờ đối diện tu hành. Khi tiến vào cảnh giới cao mới sẽ không gặp trắc trở, không ảnh hưởng tới thành tựu của các ngươi sau này. Mọi người nửa tin nửa ngờ ăn gốc bỉ ngạn hoa trước mặt, Chu Thế Văn và Phương Thần đột phá cảnh giới trước tiên, ngưng tụ ảo đan. Đám người Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương, Hùng Bi cũng đều đột phá, tu thành mô thai. Giao Đạo Nhân thì bước vào tam dương cảnh. Cuối cùng Hồ Tiên Nhi và các đại yêu vương cũng lần lượt đột phá, tu thành hợp thể kỳ. Người đột phá sau cùng lại là Viên Thiên Công. Hắn ta không ngờ phá cảnh giới hợp thể kỳ, luyện thành một chút nguyên thần, tu thành pháp tướng chân thân, giấu nguyên thần vào trong mi tâm pháp tướng, thực lực tăng vọt gấp trăm lần. Mọi người đều đột phá, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thế mới biết Diệp Húc nói không sai. Loại bỉ ngạn hoa này thật vô cùng kỳ diệu, Diệp lão đệ, hoa này có công hiệu thần kỳ như vậy, chắc là thiên hạ kỳ chân phải không? Giao Đạo Nhân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe qua bỉ ngạn hoa, hắn cười hỏi. Cuối cùng ta đã tu thành pháp tướng chân thân, trở thành cao thủ yêu tộc rồi.
Viên Thiên Công đắm chìm bên trong sức mạnh to lớn kia, nghe vậy run run nói: "Ta vốn tưởng rằng cả đời này đều không thể bước vào cảnh giới tiếp theo, trở thành trùm sò tam thương cánh, không ngờ hôm nay lại thành công rồi. Theo ta thấy, loại hoa này không phải là nhỏ, nếu khắp nơi đều có loại dị hoa này thì chẳng phải tất cả mọi người đều có thể tha hồ nâng cao cảnh giới, không còn hạn chế về tư chất nữa hay sao?" Diệp Húc khẽ mỉm cười, không giải thích gì cả, chỉ thấy trong đỉnh lại có những dòng tinh khí lao ra, chui vào trong cơ thể mọi người, tiếp tục giúp mọi người nâng cao tu vi cảnh giới, làm cho tu vi bọn họ tăng lên vùn vụt. Thậm chí cả pháp tướng chân thân của Viên Thiên Công cũng tăng lên như nước đẩy thuyền, nhanh chóng tăng cao lên giống như thần giúp vậy. Sau một lúc lâu, từ trong ngọc lâu lại bay ra những gốc bỉ ngạn hoa thả ở trước mặt mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy choáng váng, bỉ ngạn hoa mà bọn họ cho là thiên hạ kỳ chân kia, không ngờ Diệp Húc lại góp nhặt nhiều như vậy. Đây nhất định là một đám bỉ ngạn hoa cuối cùng rồi. Chu Thế Văn run run nói, mọi người ăn bỉ ngạn hoa phần lớn đều nâng cao tu vi cảnh giới, chỉ có Viên Thiên Công và Giao Đạo Nhân là không nâng lên nữa. Giao Đạo Nhân vì đã tu luyện đến tam dương cảnh thân dương kỳ, phải tìm kiếm sát khí đến tẩy lễ nguyên thai và thân thể thì mới có thể đột phá, mà tư chất của Viên Thiên Công thì đã tới cực hạn rồi, dù có là bỉ ngạn hoa cũng đã không thể giúp hắn tiếp tục nâng cao cảnh giới tu thành địa tương nữa. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, đủ loại sát khí bay ra khỏi ngọc lâu. Những sát khí đó là hắn đoạt được khi chém giết du lịch khắp nơi, thậm chí trong đó còn có hơn 10 dòng địa sát khí, tất cả đều giao cho Giao Đạo Nhân. Sát khí ta tìm kiếm được cũng đủ để các ngươi tu luyện một lần, nhưng đáng tiếc là không cướp đoạt được bao nhiêu dương sát, âm sát và thiên sát. Ba loại sát khí này còn cần các ngươi tự mình phải đi tìm kiếm kìa. Viên Thiên Công đứng ở một bên, hâm mộ nhìn đám người Hoàng Sán tiếp tục nâng cao tu vi cảnh giới. Chỉ thấy Diệp Húc không ngừng lấy ra bỉ ngạn hoa, loại thiên hạ kỳ chân này ở trong tay của hắn quả thực chính là thứ bình thường, như thể là cỏ dại mọc ở khắp nơi cần là có. Qua không lâu sau, thậm chí cả hai người Chu Thế Văn và Phương Thần cũng được Diệp Húc rót tu vi, thêm công hiệu của bỉ ngạn hoa nữa, đã tu luyện tới tam dương cảnh. Năng lượng trong cơ thể bọn họ mênh mông, gần như trong cơ thể mỗi người đều được Diệp Húc đánh vào tu vi của 3-4 vị đại vu tam thần cảnh. Tuy mọi người còn không thể phát huy hết chỗ tu vi khổng lồ như vậy, nhưng nếu tiếp tục tu luyện thì bọn họ tất có thể hoàn toàn khống chế luồng sức mạnh mênh mông trong cơ thể kia, trở thành nhân vật cực kỳ hùng mạnh. Lão già, không ngờ tôi cũng tu thành nguyên thai, tiến vào tam dương cảnh rồi. Hùng Bi vừa mừng vừa sợ, cười ha ha nói. Những người khác cũng không ngừng cảm thán, tế ngộ hôm nay của bọn họ gặp được dường như là đang ở trong mơ vậy. Diệp Húc khẽ ho một tiếng, mỉm cười nói: "Các vị, các ngươi dùng 6 loại sát khí này rèn luyện nguyên thai nguyên thần thân thể, sau đó lập tức xuống núi đi tìm 3 loại sát khí thiên, âm, dương, tu thành đại vu càng sớm càng tốt đi. Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi, vài vị yêu vương các ngươi đi theo bảo vệ, tránh cho gặp phải bất trắc." Viên Thiên Công vội vã gật đầu tuân lệnh. Diệp Húc trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động, chỉ thấy kim long song giản bay ra khỏi ngọc lâu của hắn. Hai thanh kim giản này chính là bất diệt chi bảo Diệp Húc cướp được từ trong tay của Tần Vương khi ở trong cảnh nội đại đường, lại cầm thứ này liều mạng với nhị thập bát chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp đã bị đánh cho vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng dù sao thì kim long song giản cũng là chấn phủ chi bảo của Tần Vương phủ, cũng không bị thương đến gốc rễ, đặc tính của bất diệt chi bảo vẫn còn, chỉ cần không bị phá hủy hoàn toàn thì sẽ phục hồi lại như cũ. Lúc này kim giản đã khôi phục lại hơn nửa uy năng. Hoàng Sán bước lên không người nói: "Có đệ tử." Diệp Húc ngồi ngay ngắn trên Liên Hoa Bảo Sơn, huyền hoàng khí quanh quẩn quanh thân bắt đầu khởi động, 7 vòng cung đức sau lưng xoay vòng vô cùng thần thánh. Hắn giơ tay chỉ ra, chỉ thấy hai cái kim long song giản hóa thành hai con cự long màu vàng, vụt một cái liền chui vào trong mi tâm của Hoàng Sán, ẩn nấp bên trong tử phủ của hắn. "Hoàng Sán, ngươi thân là thủ tịch đại đệ tử của Quan Tinh Phong ta, không thể không có bảo vật hộ thân được. Hai món bất diệt chi bảo đó là bảo vật vi sư đưa cho ngươi, một khi tế lên cho dù là đại vô tam thương cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi." Hoàng Sán vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái hạ: "Ngọc Nương, ngươi đến đây." Cung Ngọc Nương vốn đang cực kỳ hâm mộ, nghe vậy không nhịn được vui mừng, vội vàng bước lên. Diệp Húc giơ tay chỉ ra, chỉ thấy hai thanh loan đao ngà voi bay ra rơi vào sau lưng của Cung Ngọc Nương, giống như mặt trăng khuyết trắng như tuyết vậy, không ngừng bay múa quanh người, nhìn rất là đẹp mắt. Hai thanh loan đao ngà voi này chính là tam tương chi bảo của Hương Tượng Đại Thánh. Tuy chỉ là tam tương chi bảo, nhưng uy lực không hề kém bất diệt chi bảo chút nào, thậm chí cả nguyên thần của ta đều có thể phá vỡ được, khiến ta trọng thương. "Ngọc Nương, ngươi là thủ tịch nữ đệ tử của môn hạ ta, đi theo ta còn lâu hơn cả Hoàng Sán. Hai thanh loan đao này là bảo vật hộ thân mà vi sư ban cho ngươi." Diệp Húc nhàn nhạt nói. Hắn gọi từng người một, phân phát từng món tam tương chi bảo xuống.
Những tam tương chi bảo đó đều là vu bảo của những kẻ bị hắn chấn áp trong đỉnh. Lúc này, những kẻ đó đã bị hắn luyện chết, chỉ còn lại một hơi cho mạng. Những tam tương chi bảo đó đều bị Diệp Húc cướp lấy, chỉ còn lại lão quái vật nguyên thần bất diệt Hạ Từng Đường kia còn đang khổ sở chống đỡ. Chu Thế Văn, Phương Thần, Hùng Bi, Can Thải Giao, Kim Giác, Ngân Giác, Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi, Lý Huyền Quy và Hải Đông Thanh đều được một món tam tương chi bảo, chỉ có Giao đạo nhân là không được bất cứ bảo vật gì. Giao đại ca, đệ có một món hậu lễ muốn tặng cho huynh. Diệp Húc cười nói, lập tức giơ tay chụp vào trong đỉnh, chỉ thấy một con voi hai cánh đang hấp hối bị hắn bắt lôi ra khỏi đỉnh, dài 70 dặm, hình thể lớn hơn xa nguyên hình của đám đại yêu Giao đạo nhân, Viên Thiên Công. Diệp thiếu báo, ta là huynh đệ kết nghĩa của Yêu Hoàng, cùng hắn kết bái kết giao, thề cùng sinh cùng tử. Người dám giết ta, Yêu Hoàng nhất định sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Hương Tượng Đại Thánh dãy dụa không thôi, thế nhưng lại không thể dãy khỏi bàn tay của Diệp Húc, không khỏi giận dữ mà hét lên. Có gì mà không dám chứ? Diệp Húc cười lạnh một tiếng, giơ tay chụp lấy, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một cái cờ trắng to, trên mặt viết một chữ chảm đầm đìa máu. Dưới chữ chảm là tên Hương Tượng Đại Thánh. Chiêu hồn phiên rung lên, rút hết hồn phách thần thức của Hương Tượng Đại Thánh ra, khiến hắn đột tử ngay tại chỗ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.